Hello, Rachel xin chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Việt Mỹ Channel và Rachel Quý Money. Quý vị ơi, Rachel không ngờ là có một số quý vị là bây giờ nói rằng vẫn đang chờ cái tiền 1.400. Thì quý vị biết là trong cái thời gian qua chính phủ đã gửi ra rất là nhiều rồi, và đối với Rachel nghĩ rằng là hầu như là ai cũng nhận rồi, nhưng mà không ngờ lại có một số quý vị nói là vẫn đang chờ. Chính vì vậy ngày hôm nay Rachel làm cái video này để hy vọng rằng giúp cho quý vị có cách để mà mình check lại cái số tiền của mình nha. Tính đến ngày hôm nay đó, kính thưa quý vị, thì chính phủ Mỹ họ đã gửi ra trên dưới là 167 triệu cái payments rồi, từ ngày tháng 3 đến bây giờ. Và cho đến nay, hầu như mỗi tuần thì cái số tiền này nó vẫn gửi ra mỗi đợt như vậy cho mình. Cho nên nếu như mà mình chưa có nhận được 1.400 như thế này, thì có thể là cái số tiền của quý vị lost, bị mất hoặc đi lạc ở đâu đó, vì chính phủ họ có cái địa chỉ bị sai, có thể là vậy nha. Cho nên trong cái video này thì Rachel sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách mà quý vị check tiền của mình. Trước tiên mình cần phải biết là cái loại của mình là thuộc về là nhận tiền bằng cái cách nào. Cho nên nếu như mà quý vị thuộc về là nhận tiền direct deposit thì đến bây giờ chưa có, là definitely cần phải check rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa, nếu như mà mình thuộc về là gửi thư bình thường thôi đó, thì quý vị vào trong cái trang portal của mình để mình coi coi nó gửi ra ngày nào. Nếu như mà đã là 4 tuần hoặc là 6 tuần hoặc 9 tuần rồi mà check của quý vị chưa về nữa, thì mình cần phải làm một cái lời tracing. Tracing có nghĩa là mình check, mình xem lại coi cái check của mình nó đang ở đâu. Thì cái bước đầu tiên mà quý vị làm là vào trong iOS, mình check ở trong cái My Payment Portal, right? Thì khi mà quý vị vào trong đây đó, thì dĩ nhiên nó sẽ hỏi mình những cái thông tin rất là căn bản. Đó là social của mình là gì? Mình phải bỏ vô số social của mình, bỏ vô ngày sinh tháng đẻ, bỏ vào street address, và cái zip code portal của mình để nó mở ra. Nó show cho mình coi là cái tiền của mình nó ở đâu, hoặc là nó schedule là ngày nào nó gửi ra cho mình để mình biết. Nhưng mà có nhiều khi quý vị vào đó, quý vị bấm vào mà không có cái gì hết, mà nó nói là no information available, có nghĩa là iOS hoặc không có thông tin của quý vị đó. Cho nên là mình phải làm cách khác. Rồi một điều nữa là thường thường á, khi mà bên iOS người ta gửi tiền ra cho quý vị á, là trong vòng khoảng 15 ngày sau đó thì sẽ có một cái lá thư, và cái lá thư này gửi về nhà cho quý vị, và cái lá thư này nói cho quý vị biết là đã gửi ra bao nhiêu, gửi ra ngày mấy, confirm lại là người ta đã gửi ra cho quý vị rồi. Cho nên đó là cái điều nữa quý vị phải xem là mình có đã nhận được cái lá thư này chưa. Nếu như mà mình đã nhận được lá thư mà mình chưa có nhận được tiền thì mình cần phải check lại. Thế thì cái lá thư này nó gọi là Notice 1444. Nếu quý vị nào mà đã nhận được tiền rồi thì thôi không sao hết, lá thư này quý vị có thể bỏ được. Nhưng nếu như mà quý vị nào mà chưa nhận được tiền á, thì cái lá thư này quý vị nhớ giữ nó lại. Ok, tại vì cái lá thư này nó giống như là một cái receipt để cho quý vị biết là tiền chính phủ đã gửi ra cho mình rồi á. Nhận tiền rồi, xài hết rồi thì không nói rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà chưa nhận được tiền thì cái lá thư này quý vị cần phải giữ nha. Rồi có một cái mà chủ ưa nói quý vị á, là nếu mà ai mà chưa đi khai thuế thì nhớ đi khai thuế. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi là nếu như một số người đã khai thuế rồi mà vẫn chưa có thấy tiền thì sao, đúng không? Đó thì có cái này là thông tin theo sở thuế quý vị nha. Là cái thứ nhất là quý vị có thể gọi số điện thoại. Thì nếu như mà cái số điện thoại này khó để cho quý vị gọi đó thì cũng không cần phải gọi, thì mình có một cái form. Cái form này nó gọi là 3911. Thì cái form này tôi sẽ để cái đường link ở dưới đây. Quý vị chỉ cần bấm vào cái đường link này là nó sẽ dẫn quý vị tới cái form và in ra điền thông tin thôi. Nó rất là dễ luôn. Nó gọi là Taxpayer Statement Regarding Refund. Ok, cái form 3911 này. Thì ở trong cái form á, mình cần ghi lên trên đó là EIP3. Ở trên cái form này á, là ghi cái chữ này nè. Đó.
để cho người ta biết. Rồi xong rồi mình điền một số thông tin vào trong đó, mà cái thông tin nó rất là đơn giản. Rồi nó nói là ở trong cái item thứ bảy under section 1 thì mình check cái box là individuals, có nghĩa là cá nhân. Rồi sau đó thì mình điền vào là 2021 để cho mình biết cái tax period là cái lúc nào. Ở đây nhấn mạnh rằng mình không có nên viết cái ngày day file, là cái ngày mình đã khai thuế, và sau đó thì ký tên thôi. Nói chung là rất là đơn giản luôn. Đó, cái form nó sẽ là như thế này. Này là trên trang website của IRS ha, thì Rachel sẽ để cái đường link ở dưới đây cho quý vị. Thì quý vị chỉ cần là bấm vào cái đường link thôi. Nói trong đây là nếu như mà mình bị lạc nè, hoặc là bị mất check nè, đó mình chỉ cần điền vào đây. Tên, tên chồng nếu có, rồi địa chỉ, phone number, type of return. Là individual này, là cái hàng số 7 này mới chia sẻ cho quý vị nè. Tax period năm mấy, tôi chưa có nhận được tiền refund của tôi, hay là tôi chưa có nhận được tiền refund check của tôi. Đó là mình chỉ cần check ở đây, mình thông báo cho họ biết thôi. Rồi đây là thông tin nhà bank, bank account number, routing number. Rồi ký tên. Rồi quý vị gửi đi thôi. Gửi lên trên sở thuế. Ở trong cái đơn này á, nó không có cái địa chỉ để cho quý vị gửi, nhưng mà rất là dễ. Quý vị cứ vào trong website IRS thì quý vị gửi vào cái văn phòng IRS mà của cái khu vực của mình á, là mình chỉ cần bấm vào internet là nó nổi lên thôi. Đó rất là tiện ha. Rồi quý vị nghĩ là sắp tới đây có cái stimulus check đợt nữa hay không, đợt tư hay không? Tại vì gần đây Terry Joe thấy cũng có một số người cũng khá là bàn tán và nói về cái vấn đề này. Đối với Rachel nghĩ là không có. Là tại vì sao? Là bây giờ đó, nước Mỹ mình có vaccine, và vaccine miễn phí hết. Rồi đồng thời nữa, bây giờ là có nhiều nơi, những cơ sở thương mại, người ta mở cửa làm việc, người ta vẫn thiếu nhân viên. Công việc thì rất nhiều và thiếu nhân viên làm. Cho nên nó là tiền stimulus check theo chủ nghĩ là không có in ra nữa đâu. In nhiều quá rồi sẽ bị lạm phát, rồi tiền nó sẽ bị dư. Nó nếu mà quý vị nào mà theo dõi stock thị trường đó thì quý vị sẽ hiểu rằng là khi mà mình in tiền nhiều quá, nó lưu động ở thị trường rồi nó sẽ lạm phát, rồi trong những cái thời gian sắp tới là giá tăng vân vân. Nói chung là ảnh hưởng rất nhiều. Nếu không cần thiết thì họ sẽ không có cho stimulus ở đâu. Cho nên là nếu như mà quý vị xem những cái video đây đó nói rằng ô cơ hội check thứ tư này kia nọ thì cái đó câu view thôi chứ là không có đâu. Đối với chủ nghĩa là như vậy ha. Còn quý vị thì quý vị suy nghĩ như thế nào, để lại bình luận dưới đây nha. Rồi hy vọng rằng cái video này giúp ích được cho quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye. Thank you.